khi hành thiền ví dụ như đề mục theo dõi hơi thở thì yếu tố cơ bản nào xảy ra đến đối với thân hoặc tâm để mình biết là mình đang hành đúng. Rồi. Quý vị muốn biết ý, thì quý vị phải có cái sự thiện xảo trong các cái đề mục thiền nói một cách bình dân tức là mình phải nắm chắc lý thuyết mình phải nắm chắc lý thuyết bởi vì mỗi một giai đoạn khác nhau ấy nó sẽ có những biểu hiện khác nhau nhé và mình khi mà mình đối chiếu với cái lý thuyết ấy, thì mình biết là cái cái việc thực hành của mình ấy nó đang đi đúng hướng nhưng mà bên cạnh đó mình cũng cần có vị thầy hướng dẫn bởi vì sao? Tác dụng của vị thầy ấy là nhắc nhở mình nhắc nhở mình chỉ cho mình thấy cái chỗ sai khi mà mình đang đinh ninh là mình đang thực hành đúng. Sư đã gặp một vài người mà khi những vị đó đã đang đinh ninh là họ làm đúng thì sư phải nói thẳng là quý vị đang thực hành sai trong khi mà họ đang tự tin là họ thực hành đúng thì sư là phải chỉ ra để cho họ thấy là họ đang thực hành sai đấy cho nên là chúng ta phải có hai cái thứ nhất là vững cái lý thuyết và thứ hai là có cái vị thầy hướng dẫn còn um, những cái biểu hiện ấy tùy theo mỗi giai đoạn khác nhau mà mình có những biểu hiện khác nhau à, và cái biểu hiện đó lại là, là còn phải xét tới xét lui xét xu xét ngược à, và phải hỏi phải đối chiếu à, mình mới chắc cứu được cho nên là những cái này không có giải quyết không có giải thích được rõ ràng bởi vì nó nhiều à, và tốt nhất là quý vị phải nắm vững lý thuyết dùm sư có những cái quyển mà quý vị có thể tham khảo ví dụ như thanh tịnh đạo và cái phân tích đạo có hai quyển nha một là thanh tịnh đạo thứ hai là phân tích đạo quyển phân tích đạo ấy là ngài chánh thân ngài đã dịch rồi cái bút danh của ngài là in đá chanh đá đấy đấy quý vị tham khảo hai cái quyển đó